Dạ, em chào chị. Có chuyện gì không em? Dạ, em mang giấy tờ lên cho giám đốc ký. Hôm nay anh Hiếu phải lên nhà máy vì có chuyện đột xuất rồi. Hồ sơ em cứ để đây đi, chờ anh Hiếu về rồi ký. Dạ. Giám đốc đi đâu mà sao không báo cho em một tiếng vậy kìa? Giám đốc đi đâu cũng cần phải báo cho kế toán biết nữa hả? Dạ. Thôi, em ra ngoài làm việc nha chị. Bà vợ ông giám đốc á, hình như già hơn ổng hen. Thấy bà có vẻ nghiêm á. Cành cao gì đâu mà bày đặt. Tại mấy em mới vô làm nên không biết đó. Chị thì chị rành bả quá mà. Bả mới ở tù ra đó. Trời ơi. Trời ơi, kinh vậy. Không tin được luôn á. Ủa chị, bả bị tội gì mà đi tù vậy? Tội giết người. Hả? Gì kinh Trời ơi là vậy? trời ơi. Không biết thân biết phận của mình, đã không xứng với giám đốc mà còn bị đặt đi vô công ty làm việc. Chị mà như bả hả, chị chui xuống đất luôn rồi. Đỡ nhục mặt chồng mình đó. Em cũng nghĩ vậy. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Mình chỉ là một người từng tù tội. Vết nhơ này không có sông nào rửa hết. Người ta nói đúng, mình không còn xứng đáng với anh Hiếu. Mình chỉ là nỗi nhục của anh ấy phải chịu đựng thôi. Nếu như ngày xưa quay trở lại thì mình với anh Hiếu mới là một cặp. Cái ngày xưa đó đã qua lâu rồi. Giờ từ từ vẻ bề ngoài đến phong độ của mình cũng không có chút nào xứng với anh Võ Hiếu